Làm thế nào để mở giao hàng khi tài khoản đã được 1.000 follow? Như các bạn đã biết, khi các bạn muốn liên kết với tài khoản TikTok Shop, bắt buộc phải hoạt động trên 30 ngày và đồng thời phát sinh ra 500 đơn hàng thì các bạn mới có thể liên kết tài khoản tiếp thị được. Và thứ hai, kênh TikTok của các bạn phải đạt được 1.000 follow mới mở được giao hàng. Nhưng có một câu hỏi là có phải đạt đến 1.000 follow thì giao hàng sẽ tự mở cho các bạn hay không? Câu trả lời đương nhiên là không. Vậy thì mở giao hàng bằng cách nào? Xem hết video hướng dẫn này của mình ha. Ở giao diện này, các bạn vào chỗ ba gạch, chọn công cụ dành cho nhà sáng tạo. Ở đây các bạn chọn TikTok Shop cho nhà sáng tạo. Rồi các bạn chọn đăng ký. Tiếp tục các bạn chọn bắt đầu kiếm tiền. Rồi tiếp tục chọn bắt đầu kiếm tiền cùng TikTok Shop. Ở đây các bạn nhập họ tên đầy đủ giống như trên thẻ ngân hàng của các bạn ha. Rồi các bạn chọn gửi. Chọn gửi. Các bạn chỉ việc thêm sản phẩm. Các bạn chọn bắt đầu. Rồi, tìm sản phẩm cần thêm nha. Bây giờ mình trở ra để mình kiểm tra nè. Đây, đã có giỏ hàng nghe các bạn. Phạm Tâm chia sẻ hết mình. Nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.